hoàn thiết với nhau. Và các bạn đau vai thì chúng ta sẽ kết hợp tập trị liệu những cái bài tập cổ nữa, để bởi vì hai vùng này, những cái nhóm cơ nó có liên quan mật thiết đến nhau, thì khi mà chúng ta tập với nhau thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ được tốt hơn. Một cái lưu ý nhỏ, trước khi bước vào bài tập trị liệu thì tất cả những cái bài tập hay là những cái hướng dẫn của bác sĩ Dung là những hướng dẫn và những gợi ý. Cái việc đầu tiên khi chúng ta bị đau, chúng ta cần phải khám bác sĩ trước nếu như đó là cơn đau đầu tiên của các bạn. Bác sĩ là người chẩn đoán chính xác là các bạn bị bệnh gì, bị đau do nguyên nhân ra làm sao, và bác sĩ sẽ là người hướng dẫn các bạn tập trị liệu. Và bác sĩ có thể tiêm hoặc là sử dụng những cái phương pháp khác. Đó là điều lưu ý đầu tiên là chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ trước các bạn nhé. Và đau vai thì nó xảy ra đối với mọi người và xảy ra với những cái lý do khác nhau. Khớp vai là khớp linh hoạt nhất ở trong cơ thể. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái tầm vận động của khớp vai rất là lớn. Chúng ta có thể làm rất là nhiều động tác của khớp vai đúng không? Ví dụ như là các bạn có thể xoay trong, xoay ngoài, dạng khép, đưa ra sau. Thậm chí là chúng ta có thể xoay vòng như thế này đúng không? Thì thông thường đau cổ và vai thường có xu hướng đi chung với nhau. Nhưng phần đầu bác sĩ vừa chia sẻ thì khớp vai này nó cực kỳ không ổn định luôn, bởi vì là nó vận động rất là linh hoạt để tạo ra những cái vận động linh hoạt cho cơ thể, thì nó rất hay dễ bị gặp chấn thương, kiểu như là sai khớp vai này rồi những cái chấn thương khác. Và quanh đây thì có rất là nhiều những cái nhóm cơ quan trọng, đặc biệt là các cái nhóm cơ xoay trước sau, rồi là dạng, rồi là khép, và có một lớp cơ delta đây lớn mạnh ở phía bên ngoài. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, chúng ta có một gai vai đằng sau như thế này. Thì trên cái gai này thì có một cơ gọi là cơ trên gai. Thì cái cơ này rất dễ bị tổn thương và dễ khiến cho chúng ta có những cơn đau vai. Thì do cái cơ trên gai này nó dễ bị co, và khi mà chúng ta sờ vào chúng ta có thể cảm nhận được tất cả cái có cơ nó bị co vậy. Nên là khi mà trị liệu vùng vai thì chúng ta sẽ tập trung cả vào những cái nhóm cơ như thế nữa. Cái lưu ý đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu tập đó là chúng ta nên tập cả vai khỏe lẫn vai đau. Tức là cái vai khỏe sẽ hỗ trợ giúp cái vai đau bớt đau hơn. Có khi bị đau là sẽ có xu hướng thông thường là các bạn sẽ giữ người lại như thế này đúng không? Giữ người lại như thế này. Thực ra là đau bất kỳ một cái gì chúng ta đều có xu hướng giữ lại. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta giữ lại, chúng ta càng làm cái cơ của chúng ta bị co lại và đau hơn. Do vậy mà cái điều đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên khi mà tập các bài tập liên quan đến cơ bắp thì bác sĩ Dung vẫn nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta cần thư giãn, thả lỏng các cơ, kết hợp với những cái tập luyện tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nguyên tắc của việc tập trị liệu. Và khi mà chúng ta tập trị liệu thì sẽ dùng những cái nhóm cơ làm việc chung với nhau, và những cái nhóm cơ mạnh thì sẽ hỗ trợ ở cơ yếu. Và một số các trường hợp thì nhóm cơ xoay và đứt chẳng hạn, chúng ta cũng vẫn có thể tập trị liệu được nha, để những cái cơ mạnh có thể hỗ trợ những cơ yếu đấy. Một cái lưu ý nữa đó là những cái trường hợp nguy hiểm chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ này. Thứ nhất là nếu như mà chúng ta đau vai kèm theo đau cổ, dọc tay, đau vai kèm theo kết hợp với đau bụng và đau liên tục thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao. Chúng ta đau vai kết hợp với đau ngực thì nó có thể liên quan đến thể liên tim mạch. Do vậy mà khi đau vai có thể đơn không phải do đau vai. Nếu như các bạn gặp những cái triệu chứng mà bác sĩ Dung vừa kể trên thì chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ ngay. Khi mà chúng ta cố gắng quá, chúng ta cứ nghĩ là cố gắng sẽ tốt, nhưng mà cố quá thành quá cố nha các bạn nhé. Tất cả những cái bài tập trị liệu hướng dẫn giảm đau của bác sĩ Dung thì chúng ta sẽ tập từ từ, tăng dần trong khả năng của mình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bác sĩ Dung tập nhé. Bài tập đầu tiên và đơn giản nhất thì các bạn có thể làm ra gì một cái hành như thế này, bất kỳ cái điều gì. Để dùng cái vai này là cái đau là cái vai phải đi, tìm một cái hành bàn để chúng ta tựa như thế này. Các bạn có thể đó là cái sofa chẳng hạn, và đặt thì hành bàn xuống như thế này, để cái tay thoải mái, chúng ta thả lỏng như thế này, giống như con lắc ấy, chúng ta sẽ thả lỏng như thế này. Đó. Trong một tư thế thoải mái nhất lưu ý này, lưng và vai chúng ta phải giữ cố định và thẳng. Đó, thả lỏng qua lại như thế này thì toàn bộ cái cơ khớp vai của các bạn sẽ được thả lỏng. Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ giữ cái tư thế này 5 đến 10 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bất kỳ lúc nào các bạn thấy đau thì chúng ta sẽ dừng lại liền. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là để tiếp tục thả lỏng nữa lại. Thì đó là cái bài tập đầu tiên. Rồi tiếp theo là bài tập thứ hai, thì giả sử tôi đang đau cái khớp vai bên phải đi, thì sau bắt đầu tôi đưa tay lên như thế này, cái tay khỏe của tôi, cái vai khỏe của tôi ép vào như thế này, chúng ta dùng cái tay mạnh ép sát vào, kéo sát vào cơ thể của mình, đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái cơ delta ở vùng của chúng ta sẽ được nâng ra, kéo ra. Và khi mà kéo như thế này thì chúng ta cố gắng này giữ thẳng người, và chúng ta sẽ đến 5-10 giây và chúng ta sẽ thả ra. Rồi lại nhé, đưa vai lên từ từ. Tôi biết là các bạn đang bị đau thì các bạn đưa lên từ từ, vai này vai đau đưa lên từ từ, tay này đỡ lấy kẹp vào, kéo lại giữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái cơ delta ở cái vùng của chúng ta sẽ được kéo giãn ra.
chúng ta đã có hai bài tập đầu tiên rồi đúng không? Tập thả lỏng và kéo giãn cái cơ ở vùng delta phía ngoài, và một cái lớp cơ rất là mạnh và sâu. Bây giờ đến bài tập thứ ba. Đầu tiên nhất là chúng ta sẽ làm cái bài tập dùng cái vai khỏe để cái vai yếu. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ gọi là xoay ngoài và xoay trong. Ở đây các bạn để như thế này, ví dụ như thế này, tay chúng ta để khoảng 90 độ, thì ví dụ như là cái tay trái, cái tay eo vòng của tôi đi bị đau đi, thì các bạn sẽ để im như thế này, đây để im như này nhá. Cái tay khỏe là tay này đúng không, thì chúng ta cầm vào như thế này, đây chúng ta ép sát thân mình như thế này, ta giữ, ta đẩy qua đó, đẩy từ từ thôi nhá. Các bạn đang đau các bạn đẩy từ từ đấy nhá. Các bạn thấy mà khi mà đẩy như thế này đấy, khớp vai này nó đẩy ra để vào đấy, các bạn thấy không? Đó, thì đây là rất là dễ đúng không? Bài tập xoay đầu tiên. Cái bài tập xoay thứ hai trong cái mà bài tập dùng thế này, thì là chúng ta sẽ để phía sau, vẫn là cái vai này của tôi bị đau nhá. Chúng ta sẽ để phía sau lưng của mình này, ta đẩy qua, nhẹ nhàng nhá, chậm. Đấy, bắt đầu thấy đau này. Đấy, như thế. Dưới đất. Chậm thôi, để bạn nào đau dừng lại nhá. Thì đặc biệt các bạn cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp